Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị. Và ngày hôm nay Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em một cái con máy xịt rửa xe giá rẻ với cái thương hiệu của nó là Suwon. Suwon mã F18 nha anh em. Đó, thì con này là một trong những cái dòng mà giá cực kỳ rẻ luôn. Nó sẽ tầm khoảng cỡ gần 1 triệu thôi. Đó, thì hai cái mẫu này là hai cái mẫu F18 và V18, là hai cái mẫu này nó tương đương nhau, cái motor nó tương đương nhau, cái mẫu nó khác nhau chút xíu ha anh em. Đây, thì bên trong đó mình mở ra cho anh em coi có gì. Có cây súng. Một cây súng. Cái sách hướng dẫn sử dụng nè. Một cái này là dây hút. Đây là dây xịt. Dây này thì tầm khoảng cỡ 7 mét thôi anh em. Cái này tí nữa, dây này dây còn mới của máy thì mình lấy cái dây của mình để mình test máy thử cho anh em. Cái này là lọc rác. Rồi, đây là cái máy. Máy cũng hơi nặng. Đó, thì cái con này nó có hai đời luôn nha anh em. Cái F18 với G18 này thì nhiều khi mình cũng không có để ý cái đời của nó, cái ngoài cái thùng của nó như thế nào nữa, thì nên nhiều khi có anh em lựa cái mẫu này nhưng mà mình giao qua nhầm cái mẫu này, nhưng mà thực ra hai cái nó đều như nhau, nó không có khác nhau gì hết. Thì còn ở kho còn cái nào thì mình giao cái đó cho anh em thôi, chứ hai cái mẫu nó y chang nhau hết, nó không có khác nhau gì. Nên nhiều khi mà có anh em nào mà nhận không đúng cái mẫu mà mình chọn đó, anh em thông cảm mình ha. Đây là ngoại hình cái máy nè. Đây là cái mã máy là F18. Còn cái motor công suất của nó là ở đây. Anh em coi, cái này là công suất của nó là 2000 kW. 2,8 HP là 2,8 ngựa. Đó, xài điện là điện 220. Cái áp lực của nó từ 5 cho tới 9 MPa. Cái sử dụng nước của nó là 7 lít trên 1 phút. Đó, thì bây giờ mình cắm thử cái máy, mình test thử cho anh em coi luôn. Là cái máy này nó chạy nó có mạnh không? Mà cái giá của nó lại quá rẻ đi để cho anh em sử dụng. Máy này được bảo hành chính hãng 6 tháng luôn nha anh em. Đây, để mình gắn vô cho anh em coi. Một đầu này mình gắn dây hút ha. Rồi lúc mà mấy anh em mà gắn mà dây hút với là dây xịt ra á, thì anh em lưu ý nha, mấy cái chỗ này anh em nên gắn là kỹ nè. Cái chỗ này là khi mà anh em gắn vô mà nó không kỹ là nó không có hút lên được nước, thì anh em báo là cái máy nó bị lỗi, nhưng mà thực ra không phải. Anh em thấy ở đây nó có một cái gạt nè, anh em gạt cái này xuống rồi anh em hãy đưa vô. Anh em đưa vô sát kêu một cái cạch thì anh em hãy buông tay ra, thì cái này lúc này nó mới kín cái nước. Nó mới có thể đủ cái hơi để cho anh nó hút cái nước lên được. Chứ gì anh em gắn không chặt rồi anh em nói bị lỗi rồi gửi tới gửi lui thì cái đó thì cũng rất là phiền phức, mất thời gian của mình. Cái đường bên này anh em cũng lưu ý nha, anh em gắn vô kỹ, sát nó chặt rồi nè. Đó thì anh em mới xài được. Dây này dây theo máy luôn nha anh em. Dây này thì tầm khoảng cỡ 7-8 mét gì đó. Rồi, súng anh em cũng gắn chặt ha. Giờ xong mình mở máy thử nha anh em. Thì cái máy này cũng giống như những cái máy motor từ khác thôi, là khi mà nước đầy ở đầu bơm rồi đó, thì nó sẽ tự động ngắt. Để cho anh em khi mà làm việc nó không có xài tới, chưa cầm xịt tới đó, thì nó máy nó sẽ tự ngắt, không có hoạt động liên tục để cho tránh trường hợp quá tải cái máy. Đó, anh em thấy cái máy
này tuy là giá nó rất là rẻ nhưng mà cái lực của nó cũng rất là ok để cho anh em sử dụng rồi. Đây thì hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu cho anh em cái máy chụp rửa Su Won này, thì cũng như là mình đang rửa cái sân trước của cái địa chỉ mới của bên soi thiết bị là 262/1/15 đường Phan Anh luôn, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Thì cái này khi mà anh em nào mua hàng anh em hãy chuyển qua cái địa chỉ này để anh em liên hệ anh em mua hàng của soi thiết bị nha anh em. Ở đây thì bây giờ mình đang trang bị cho anh em thì lên rất là nhiều sản phẩm để cho anh em có thể lựa chọn. Đó, vì bây giờ nó rất là nhiều, bây giờ mình đang lên rất là nhiều sản phẩm lên kệ rồi để cho anh em lựa chọn thêm nhiều sản phẩm nữa. Có sẵn những mặt hàng luôn cho anh em qua anh em lựa. Thì hiện tại cũng gần hết rồi, thì nếu như mà khi nào mà xong thì mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho anh em luôn. Rồi bây giờ mình giới thiệu trước, test trước cái máy này trước cho anh em thôi. Đó, mình xịt nãy giờ mà lượng nước nó cũng tốn nhiều. Rồi ok, nếu như mà anh em nào muốn mua hàng hay là muốn thắc mắc gì về cái con máy xịt rửa Su Won này á thì anh em cứ liên hệ với soi thiết bị qua số hotline là 0786766818. Thì giá chỉ có 998 ngàn thôi nha anh em. Thông số mình sẽ để ở bên dưới. Còn anh em nào muốn đến trực tiếp xem hàng luôn á thì anh em ghé qua địa chỉ là 262/1/15 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để lựa chọn mua hàng. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em trong một cái video tiếp theo.